À, các bạn thân mến, thì hôm bữa trước thì mình quay về cái vàng máy đào rồi ha. Thì có một số bạn là kêu mình quay máy xới xăng đồ quay vuông bự sao, thì nói chung thời gian giãn cách xã hội thì đi ra nó cũng hơi bị khó khăn, hạn chế về thời gian, thành ra mình chỉ có quay đại thôi. Mai mốt khi nào nó rảnh rồi mình sẽ quay chi tiết chùm con cho các bạn xem. Ở đây mình thấy máy xới xăng thì các cái dòng như của ta đồ ở đây rất là nhiều. Các bạn cứ làm việc trực tiếp với lại ông chủ nha. Số điện thoại là 0844085555. Ở đây mình thấy có máy xới dầu nè, K195, con này quá đẹp luôn. Rồi bên kia có một con Mitsubishi ha. Có con Mitsubishi đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Rồi. Các bạn nào mà thí dụ như muốn mà đào mương đào đồ á, thì nên mua những cái con mà thí dụ như xới xăng hoặc là xới dầu. Thì xới xăng thì cái thí dụ mình mua về mình đào mương đồ thì cái giá của nó rất là nó rẻ nữa. Thì máy xới xăng mà cái người ta thiết kế ra để đào mương sẵn rồi các bạn. Thì các bạn tháo bớt đó là tháo bớt một cái tầng dao này đi, thì còn tầng dao còn lại là để đào mương. Có con là nó chuyên đào mương luôn. Thì các bạn sẽ thấy bề ngang nó chừng khoảng này thôi mà nó gác 5-6 con dao. Cái mà cái rãnh nó rãnh giữa đó đã xài rất là đa năng. Đó, máy xới xăng, ví dụ như con này là đào mương nè. Đó, đào là nó đánh đất lên nè. Đó, nó đánh đất qua hai bên, nó tạt đất qua ra luôn nè. Đó. Đó, người ta thằng Nhật nó chế ra xới xăng đồ để đào mương rất nhiều các bạn nha. Thôi xương xăng mới xới dầu cũng vậy, là đào mương. Thì ở đây mình thấy cái lượng hàng mà chuẩn bị giao đi quá trời luôn. Chào em, đây nhiều lắm, đang đóng rồi mà chưa gửi đi được nè. Máy dầu nè, đó, máy dầu, động cơ nè, hàng bị tồn kho chưa có gửi đi được. Đây xới xăng RF, con này quá đẹp hả. Đây máy dầu nè, máy xăng nè. Đây máy dầu máy xăng đang giãn cách xã hội, thành thử ra chưa có chân ra được nhiều. Cho chúng qua đi cho. Đó. Quá trời, mới về quá trời luôn các bạn ha. Nhiều vô kể nè, xăng máy xới xăng nhiều lắm luôn. Đây máy xới dầu nè, quá trời đi không nổi luôn. Nhiều lắm các bạn. Rồi các bạn muốn mua thì cứ làm việc trực tiếp với ông chủ nha, và số điện thoại là 0844085555 nha. Chật quá không vô quay được các bạn. Để bữa nào rộng rộng đi rồi mình quay cho nha.